Gà thống đây khổ. Chính là giống gà thống khổ. Chính là mày. Ây da. Cái gì giúp anh ơi? Chính là mày. Ây da. Nó con tôi đi. Chính là nó. Trời ơi. Cái gì? Nó giật chồng người ta. Đi. Trời ơi mày đẹp mặt mày quá mà. Cũng tay chân lành lặn. Cũng là con người. Mày đâu có bệnh hoạn gì đâu. Sao mày đi kiếm một công việc làm là đàng hoàng đi. Tự nuôi nấng mình đi. Sao mà sống dựa dẫm vào người khác vậy? Quay lại đây. Quay lại. Quay lại cái con nhỏ đi nè. Em cảm quá chị, hình như là em hắt xì, em phải qua mua khẩu trang đó. À đi qua mua khẩu trang đi cưng. Anh ơi khẩu trang này bán sao vậy anh? Đợi xíu nha, qua mua khẩu trang nè bé. Anh ơi, nhà mình có chuyện buồn mà mình phải đi bán thôi anh. Sao vậy? Trời anh... Rồi sao em? Đâu ra từ từ, em ở nhà hả? Đúng rồi. Ba mẹ em bệnh, em bị bệnh hả? Không em chị không coi quảng cáo nha, đừng dán vô quảng cáo của mày nha. Bị bệnh. Có em bé nha, có em bé, ai nhà có vợ có con. Đúng rồi. Bán ra đường bán khẩu trang buôn bán. Nên mua giùm hả? Chị thấy bán này cũng tiện quá ha. Mà đứng bán mà khách nói không. Tiện quá. Quá chị đẹp quá hả? Nhưng mà này cho đẹp hơn đúng không? Trời ơi. Kiểu như nó đẹp đúng không? Sexy đồ hả? Nhưng mà em không mua. Bán mà không nói gì hết, ai mua? A few moments later. Gà thống. Đây chính là giống gà thống khổ. Chính là mày. Ây da. Cái gì giúp anh ơi? Chính là mày. Ây da. Nó con tôi đi. Trời ơi. Cái gì? Nó giật chồng người ta. Đi. Trời ơi mày đẹp mặt mày quá mà. Cũng tay chân lành lặn. Cũng là con người. Mày đâu có bệnh hoạn gì đâu. Sao mà đi kiếm một công việc làm là đàng hoàng đi. Tự nuôi nấng mình đi. Sao mà sống dựa dẫm vào người khác vậy? Quay lại đây. Quay lại. Quay lại cái con nhỏ đi nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải mua khẩu trang đi vô. Những cái lúc nhục như thế này, khi mà bị đánh ghen, chúng ta phải cần có một cái chiếc khẩu trang để che lại cái gương mặt của mình lại. Tuyệt vời. Khẩu trang của bên em là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Hay á. Tuyệt vời lắm chị ạ. Em mua hết cái tạm cảm này. Mua hết cho em nha. Em mua hết. Chào. Rồi. Tại sao? Tại sao mà con đi cướp chồng người ta? Tôi nhận lên cô. Cô biết cái tội đó là gì không? Tội đó là sẽ mua dép lào đi. Đánh ghen mua dép lào. Tội đó sẽ bị cạo đầu. Mà cạo đầu rồi phải có tóc giả trùm lên. Mua trời ơi là trời. Mua tóc giả. Em mua tóc giả. Nghĩ. Đóng cửa chợ. Nghĩ. Đóng buôn bán gì nữa. Chị ơi. Em đâu có ngờ em bị đánh ghen khúc này thôi chị. Các bạn, em mệt quá. Vậy là chúng tôi đã bán được hai món hàng. Đó là tóc giả ngụy trang và khẩu trang che nhục. Vì sao con không? Lên đây, lên đây, tính ơi, lên đây, tính ơi. Vậy là chị chọn nữa. Tôi okay. Chị xin lỗi em. Tại chép của em vẫn không ăn được lúc này. Quá mệt. Quá mệt quá chị ơi. Bây giờ sẽ là tới giây phút khó khăn nhất của Thư và Thảo. Đó là hai bạn sẽ phải chọn ra hai đơn vị kinh doanh hợp nhãn các bạn nhất. Chị em tôi chọn nhau. Tôi không muốn chọn ai hết. Ủa em nghĩ là không lẽ là chọn luôn rồi đó. Chọn luôn. Chọn mặt hàng của em để che cái mặt mình lại đó. Mà quá hợp lý. Mà tội nghiệp tính ha, tính nó chen vô nè. Rồi đánh ghen sao không xài dép. Trời ơi đánh ghen hả, mua dép lào đi. Con nhỏ đây nè. Tội đó là sẽ mua dép lào đi. Đánh ghen mua dép lào. Mang đôi guốc này làm sao mà chạy được. Phải mua dép lào thôi. Mà không ai để cái thằng nhỏ hết. Mà không nhét được cái chữ nào vô hết. Ôi nó vô quá hợp lý mà mọi người. Tại thời nay không ai quánh bằng dép hết em ơi. Ôi lộn, em và Võ Tấn Phát với lại anh Hữu Đăng. Rồi. Rồi cho bé Thảo rồi. Võ Tấn Phát, Hữu Đăng. Vậy vậy Trung Tính. Qua đây với chị. Lấy đôi dép lào lên. Chị kỳ này bảo hiểm đền em mệt luôn đó.
hiểm, em lấy tiền bảo hiểm kỳ này ngon luôn. Mấy số trước mình có dịp bảo ngọc, số này có dịp bảo hiểm. Không, cái này là duyệt bảo hiểm. Bảo hiểm này được duyệt. Thôi, bây giờ chúng ta đã chia xong đội rồi. Bây giờ mình hoãn cái vụ cười lại chút xíu. Mình báo với khán giả cái nè. Như vậy là chúng ta đã có hai đội chơi. Đội đầu tiên đó chính là Nam Thư, Trung Tính và Hoàng Phi. Đội thứ hai đó chính là Hữu Đăng, Nguyên Thảo và Võ Tấn Phát. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chọn coi ai là người tun tun tun, ai là người tiếp tiếp tiếp. Biết là tun 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 tiếp tiếp là gì không? Người tung chiêu, người tiếp chiêu. Hay không ấy trời. Em có coi chương trình mà. Thôi giờ nhờ hai nữ đi, chị Thư và chị Thảo lựa chọn nha. Không, đầu tiên là Phi muốn hỏi Tính một xíu. Tính dạ. Tính nghĩ là tung chiêu sẽ có lợi thế hơn hay là tiếp chiêu có lợi thế hơn? Em thấy cái nào cũng bất lợi hết anh. Ủa? Là sao? Là mình tung mình cũng bất lợi mà mình tiếp mình cũng bất lợi. Không, tung chiêu lợi thế hơn. Không, mình có thể làm những cái gì đó khó khăn để hành hạ mà mình dắt được đó. Bên kia sẽ phải diễn theo y chang mình à. Nếu mà mình diễn càng khó thì bên kia họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không sao đâu Thảo, mình tiếp chiêu là mình vô đó mình ngồi nghỉ coi người ta diễn thôi. Xong người ta bài sẵn đó mình ra mình làm y chang, mình không có cần chị nghỉ. Chị thích tiếp mà. Ừ. Chị thích tiếp. Mình em biết là Thảo. Ừ. Em hãy nhớ cái người đó là cái người show em trên sóng truyền hình hàng triệu người em xem. Em thích hành khác vậy á. Bây giờ mình phân chia như thế nào đây bác? Ai là tung hay tiếp đây? Thôi bây giờ em cho người mới đi, Tính và Nguyên Thảo nè, hai người sẽ chọn lựa nha. Cho hai bạn chọn lựa đi. Mình lên đi tiếp. Mình ưu tiên cho bạn nữ. Dạ đúng rồi, lên đi. Em là Út á, em là Út. Đúng rồi. Nhường em hả? Đủ lý do hết. Là em chọn. Em muốn đợt tung hay đợt tiếp gì đó là chuyện của em luôn á. Vậy cho em tiếp đi. Em tiếp đi hả? Em tiếp. Em chắc tiếp chưa? Kêu. Chắc chưa? Rồi, chị thấy là số phận chị chắc sao chưa? Rồi. Ok, em sao cưng? Rồi, okay, tiếp chiêu. Cái gì vậy thì chúng tôi sẽ tiếp chiêu. Còn bây giờ, đội của Hữu Đăng, Nguyên Thảo và Võ Tấn Phát sẽ là đội tung chiêu.